Pì nòng lưng điếp, pì nòng đang lý ngòi chương trình tiếng tài nùng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Pì nòng lưng điếp, lê khiếp tàu là lệ cái trang bánh nghi lệ văn hóa của Cần Tày, ca khẩn sọ văn hóa bản sắc của Cần Tày. Này là tàng sướng dân san thư bản sắc nghi lệ của sấy tàu. Thông qua tàng lệ khiếp tàu, đà ca khẩn sọ bản đê bòi của Cần Tày, sai tì hư hăn mòn cáp sạch bài cần trang sườn và bài pì nòng san xích tem căn. Văn này trang sườn sấy tàu hoàng văn lầm số đồng mây xã Lương Can huyện Hà Quảng hết lệ cái tàu bày tài long số lệ này sấy tàu hoàng văn lầm sẽ đài long sấy chính lẹp bò say mẻ say say bài pì nòng bang tròi hết lệ xe hết lệ kíp việc cần mì lẻ chăn cần xíu say sáu mọi mòn đài tàu xe sẵn mòn bổ rượu đài chính lẻ cắt bài thành chia tỏi và lê kíp sẽ cần thắn sung hơn cần cắt chìa lèo là sấy mo sủ là lục say đang xèo son xe cắt chào bên bài thình đây xuống sủ tình chìa cắt bên bò pia sỏn cả pia sủ mì trang bò pia tỉ mì ngầu tô nu tô lình tha vằn bé mạ nộc say sáu cắt chìa mì lai thình đầy hết đây xuống hơn xe hết đài đây, bài hình chạm, cần hết lèo áo bơ chìa mà nem và chạm khẩu piếng chìa đai, trắng hết. Xíu chìa, tỏi lèo mì tha chắc ngồi sướng, mì tên mử hết đây, vì bền hình trang bơ chìa là chăn khó. Nọc mà nhận hết lam xếp bốc bơ cờ, đen đáo, sửa hứa quan, thuần thầy đẩy chào bền bằng chìa. Cái này thì ai biết làm thì làm thế thôi, giúp nhau làm. Thình này cần từ chắc hết là hết, bang tròi căn hết, hết bèm là sang đáy ốc với bông, vần xe sủ thảm sớ. Khi hết lề khiếp bay tiếp lèo trắng tối phấn đai. Nhằng lèo cấn lai thình thêm, hết tăng sáo béo, mì hang co liều mù co cút bay thình béo đai, hết bỏ nâng, sáo mì nội nhất là chết thân cầu chúng. Sáo thêm lè sửa khóa, sáo lè khân đáo, sáo lè khẩu nua. Xeo mòn nằm của chợ tròi tạt xe, trang nghề truyền tẩy, lăng mọi bày khiếp tàu, xe khẩn thắn sâu hơn, binh mã đầy cai sực, xe băng tròi bại sấy trang sỉ hết lệ, lè lai hơn. Mòn chân cần xíu, lèo mì, xe hết lệ kíp tàu chính lè, lèo tháp sấy tàu, mì thắn sung hơn, sắc cần này cuối lầu xe kíp, cái hư lầu. Lê bụt lè hạ gần, nhằng tàu lè thi gần, giờ lè văn dục rằng thân cái này rằng lắc rằng thôi này, nhằng lùng giang này, nhằng áo khổ lồ qua hải này, nhằng nó mà tìm cua này. Vừa răng sóng vậy, anh này là hết cả lấy khổ phong văn. Lục xây này, hết cả lấy tên là mì dao á, tên là mì tăng của xây thế á. Bây này bây thì từ cổ đấy á, tên là tên từ cổ cầm sư sổ, nằm lùng sư tha, nằm lư lo, bây này lo. Bây sống sai của đấy á, hết lù của đấy á, hết chạy của đấy lo, bây này lo. Chạy của đấy á. Cần thái của mặt rập hết đầy lèo tấm ve, năm hồi ốc ve lộng. Trang nghệ thuật cắt chìa số lề khiếp tàu thẳng sung hơn, cần diếu nhất chính là cắt cấu mạ. Xeo cân tay cấu mạ là cấu tam liền của bài sấy quý mạ, tứ tờ tông khẩn phạ đầy đây mạc, sập tà cái quá tà, sập bế cái quá bế. Làm cầu hào ích hào quang để cho binh ngựa nhà thầy thành này sẽ ý thêm hết cấu sẽ hứ binh mà trình báo khẩn phạ sẽ bay tèo quá tàng này
nay là tàng âm, là cấu mạ. Cấu hào ít hào quang. Hình này là hình âm dương, cấu này ít thêm là xẻ mì song cái mạnh khoang, mạnh này là ao tứ cốc thân hang, xẻ đầy mẹ say và bò say, thắn rung hơn mùng tẻo cấu. Mọi bài khiếp là lèo tối thuần bài khẩu. Bây tờ cùng lèo mì ăn cấu này, mày cả hết lệ quá tả, dù quá tờ bây cùng lèo mì ăn cấu này chắc đại. Cấu mà hết bèm sẽ đại tiếu tình thàn sớ và xe thân xì khiếp bài nhì xe đầy tối mớ. Bây giờ mới ở cái này thì là cái cầu này phải là cấu mạ mì lai lấy nhằng ón pi nhằng sang hết thuần trước thuần quyền tan quảng xếp ết bơ xê tư khấn thán rung hơn chẳng hết xếp ram bơ tình tăng ngầu tha vằn và bốn tha vằn xì tờ cụ rủ cốc nhất hướng bạc đông nhằng âm dương là tốc hang nhất bài bơ nhằng tèo là số trượt trang xì khấn phạ quá tà quá bế là mì cấu nấy khi hết lấy tàu là mì ăn cấu này, bấu mì cấu là bấu bê binh mạ đấy. Trang vàn tàu đủ bài sấy và bài cần bang việc, chuẩn bị tặng bông xe hết lệ, tặng bông tàu và say, đầy tàng khấn bài mọi mòn chăn đây. Mọi giường cả khấn lai tàng táng căn, bấu xeo đầy trang lệ kiếp tàu. Lăng xì mì đáy đau mỏi mòn, lấy bụt lấy tàu cần bang việc, nằng khảo tỉ của lầu, cần cam hương là tém hương khẩn bài bát hương. Theo phong tục tập quán thì làm thầy thì cũng là xeo tới ké, hết sấy lè lèo quàng sam pi hết bài nâng, xe cấp tèo bài chìa mạ, lệ nấy hết trang sam vằn, chuẩn bị tàu bài cú cái, xe hết lệ sủ khấu lấu, mu cái, bài thình mát. Sấy tàu Hoàng Văn Lầm sủ đồng mây xã Lương Can huyện Hà Quảng đã đại kiếp tàu cách lề hơn sam pi. Nay hết lề kiếp khẩn thắn sâu hơn tú lệ này mì sam lấy tàu hà lấy vượt bầu là bài bò say mẻ say và bài bì nào say băng việc của sấy Hoàng Văn Lầm. Bà gan ma lề bà gan đó là bà này là vân bà này vân lục say ba liệu tăng tàu của lục say ba liệu. Ba lại rộng hạt kế nhất mà gần thôi. Rồi năm giờ gục gan nào và gan ma hết vào đây. Xe khỉnh bê, xe lập cố hư cái chân đấy. Để te mi cố bính mà với rượu khỉnh lùng nộp tham, nộp tham. Vậy này thôi. Anh này lại vậy này đi. Trang trì hết lệ, dù bền mạng, lẫu bài cú cái tứ trở phường thần cốc tay và ngọc hoàng. Lăng văn tàu đủ hết lệ, đầy sọng lè tọn tàng, bài pì nòng bang việc, thầu say đa hết cấu hào ích hào quang, cấu âm dương, xe sống binh mạ khẩn tàng mở phạ. Say sáu mòn tỷ chính là bài của cái bài lệ đầy ao khẩn vây và tìm của cái. Bài thình lệ ao khẩn là mì tu mu nâng, tu cái và bấu rượu đầy là phép lấu văn. Món này là bài bâm lệ, xe bài miền tàu, sù cá mô là đầy hết tứ, mát dưa hấu lụ phạc mong, cái là đầy hết tứ pi cuối. Nọc bài thình lệ, trừ khẩn ngọc hoàng, lệ bài lệ đầy pì nọc cần san xích ao mà thân và ao hử bài khường sược khóa, sao béo sao khấu nua. Thứ nhất là nó hỗ trợ về pì nòng mà thân này là ao sược khóa hự bài việc tờ trang sườn bấu đè hết là băng tròi xét hự nghi lễ tìm của cái là sấy quật vương minh lợi
hết lệ chính, nhằng bài bật đai là bang tròi bạc nọ. Hết lệ nhằng sướng khẩn sổ cả, dùng kha nhằm quá thán thường sam bày. Còn dòng gì thu hút cần ngòi trang lì tìm cú cái chính là bật lồng và sam mửa bảy cú cái sẽ hết lệ. Tiếp theo là lời tìm phố cái của vị nọ sầu sáng đã ông mời về chợ vườn. Trang lời này nghi vấn chân tán chính là hờ bài cần ông phố cái từ chợ hết tàng quá bài cần từ khó mà tại ông hờ. Xem tăng hào người mà em cũng bà mơ những vấn đề làm đấy thầy biết là cán quá tướng phấn han đẩy đây đo bảy nghi lễ thư toàn sắc của cần dân tỷ phương số này bật vương minh lợi nằm hết lệ số bảng trang của tuần bài tuyệt đai vang việt số bài sáng mưa xoa căm trúng sóc nhạc mưa sai căm quạt theo bài làn điệu bật lần bài bật và tào tìm của cái xe báo khẩn ngọc hoàng và bài quan cái lê tìm của cái bèo lè đà thân trang cần cuốn rẻ bèn to bài việt cú văn lê tài long vần sang thuấn lang tì thuần thầy bật và tào say giám khảo nghi lệ chợ lầu khẩn ngọc hoàng trang phấn lệ này nọc sáu nhạc và mặc quạt cú bật trong nào tổng của tào nhằng mi co ỏi ỏi đại thắm tăng co là thình vì cả cái tàu của xà dình bài bật và tàu xoay căn hết nghi lệ xe xim cái tàu bấu hư pi khảo mà khi đang lý hết lệ mi cầm tàu xà dình toàn cốc lệ thai tàu xà dình toàn bay lệ tính cả khẩn tàu của xà dình tan phấn cốc sẽ thai tan phấn nhọt sẽ sống một năm nay đầy các sáu tài sông hết lệ nà của bị nọc tài nùng tỷ lệ khi chay ỏi cần dân sẽ tan lược phấn hang ỏi sẽ chay bóng loạt lâu đầy bài bật và tàu cả khẩn bằng làn điệu hà lưu của dân tộc nùng cháo số thông nhau có ไปนำมาหาเดียวมาบีบีกระดาษนี้เรามาแควตุลาไปยาเดียวไปนำมา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 ไปน
Vì nan quen bay đông la le, 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 vì nan quen xong cả lệ lầu khẩu sào lệ lệ cài cú cần hết sể tàu sể bực ái thuần hết số thuần sể đại khí tàu bài lệ lệ mì sai sể tàu bực mà thông bài lực sai số bán sù búng tỷ tùy tướng sể. Ý nghĩa nó là tức là đó lên hết ý nghĩa là thuần sắc là hết quang sam pi hết bài nâng xe ôn tèo lầu bấu tám hết bài lào hứa bài bò say sụ mè say sụ đục say xe hết hứ lang bài này là hết kinh bài đêm nhạc hơn lầu khẩu xào là bài thủ tục lào mi của cần hết nghề bịch tạo là xì xe cả khẩn đã đo sư xét của cần son nghề hết sấy vì bệnh thuần thảy bại mòn và bài xì sờ cái tàu là bánh nghi lệ mặc bệnh cùng lèo lần thân bài phấn hội mòn cần xíu đã hết bệnh đây của nghi lệ này tứng trùng nhạc cả khẩn là phấu binh mạ và biểu binh mạ bên liền và tay phải phấn nghi lệ mì đao màu sắc tín ngưỡng tài phó mòn tham gia của lai nghệ thuật tụ múa hát tống tục tống tiên. Bài sấy tàu, sấy bịch, si sống binh mạ và bài cú cái khẩn phạ hờ ngào hoàng, xe tống bình bài tơ lục sấy, lè bài cần bang việc sườn phạ. Bài lục giang, xe tông còn, tàn bóng, tức điển. Bầu ngòi cái hương, lè co mắc kinh trang đông mại, phọt mà, nải căn kinh. Đông đo bài lục thương, lục say, say căn hết lệ, say sáu bài mặc hoạt, sáu nhạc, hỏi tổng, say căn múa. Trang dân gian các giáo tời lòng tín ngưỡng của dân gian vì bệnh cầm hạt trang lệ cái khẩn thánh sông hơn là cả khẩn tời lòng của cần tài sáu bốn sông khao khe tám hết tám kinh
và đại cả khẩn sọ trang lì thư lệ khẩn phạ trang tàng bay tỉ ngài han đầy bàn con và tời lòng hết kinh của cần tài chăn quét luộc dù đâm nà ngòi xòm xe khói non bình nộc thân phá tan nà khá mu khá cái lang lì diễn sướng đầy ngòi là đây nhất trang lì hết lệ cái cần thắn sông hơn cần đầy cái cần sông đầy ngòi là đã hết bèo bạch nghi lệ tiếp theo bỏ say mẻ say cần mì quyền sông nhất trang lệ nảy xe trao tèo bằng cấp lửa tù ấn kiếm xích lình nào tổng mòn bèn quỷ mờ nghệ thuật múa hạt cáp sáu tẩy lòng văn hóa của dân tộc Tày sổ huyện Hà Quảng Púi Riêng và Cao Bằng Púi Trung là thuần thải bại mòn đây mở văn hóa tì là mòn bèn quỷ văn hóa vật thể gì tư tỉnh chăn đây của cần Tày tò công thư bại mòn chăn táng của cần Tày sổ bốn tông Hà Quảng mai cả là tàng thư lệ khẩn bân phạ tổng căn tò mọi búng mì tàng lệ xe cái thắn táng căn mục đích xỉnh lệ vì bình cùng mì mòn táng căn số bài tu bay xỉnh của cái. Sông nông hết táng, trùng khánh hết táng, hoa ăn hết táng. Từ nay là đông bài vượt vô hàng cáp này là táng. Trong là vượt bài mình là táng hơn, ăn này là táng hơn. Tôi nhăn trùng khánh này táng bấm mà lại áo mũ mà bài hết giá. Ăn này năm đấy hết bệnh gì đâu. Thân thôi hết liệu bên lề xong rằng ông mua mà áo cái mà đặt ra bên lề xong rồi rằng đây khẩu cung chỗ khẩu phi hám mình ở quay bình bay với rằng đây phải thân đông mộ mình em á tôi như bài trung khánh này tiêu mà đặt là mua mà hết bao ăn của anh mình đây vô mi cung chỗ vô mi cái lăng lùng mặt quan niệm lên sáo tín ngưỡng bản sắc của cần tày tứ mòn sấn xiêm dân gian ăn sái và tuôn nộc đà bền biểu tượng nghề của sấy then bật tâm linh của cần tày số lương can Hà Quảng cùng sâu bài búng đai trang tỉnh Cao Bằng nhang đài cả khẩn quá bài thình của cái sức lèn của cần ké đài cáp sáu cai khẩu sướng cần ké sòng hưng là lèo bù hừ cai khẩu đài tim bài của cái xe hết lệ đài biến báo xèo bài mòn nắm của bậu tứ phạc mong mát dưa hấu đài pì bên tô mu pi cuối là tô cái truyền môn thì thầu chấp âm binh thì bài thình trong nào âm binh tời nấy xe hừ tời lăng tời cuốc khói là tời tài xuất hạ thình nấy là bấu lược thình nấy lèo phiệt lục sầu son trắng hết đáy lục lan son đáy trắng truyền tay nhất là xèo họ xèo lầu bấu hết là xuân đai hết tời táp tời xe mại mòn đây trang lề cái tàu là nghệ thuật diễn sướng thông quá bài bày tạt lầy của sấy tàu sấy bật sáu bài sấy tối táp và căn chừa sấy mo và cần mà thân này lề cái tàu diễn óc dù bài thình trình cần mưa tâm linh thư bản sắc dân tộc nào lưng điếp lê kiếp vào là lệ cái trang bài nghi lệ văn hóa tín ngưỡng phối chung của cần tày ca khẩn sọ bài mòn pèn quy mưa văn hóa nghệ thuật bản sắc của cần tày này là thình diễn sướng thư bản sắc nghi lệ mờ nghề thông quá thì hết lệ kiếp tào hử lấy tào đa ca khẩn sọ mòn đây mưa văn hóa nghệ thuật bản sắc của cần tày sai tì hử hăn mòn cát hạt của bài cần trang thuần trang dòng họ đọc bài diễn sướng dân gian phấn cần xíu đai trang lệ lầu khẩu khảo cũ cần tài số đồng mây lương can Hà Quảng chính là bèn sang để hết tứ khẩu mua bên bằng bơ tông xốp thuộc bài thình con số trang đông sạn mì số tỷ phương bèn hết ngài và tèo thư lai mòn cần xíu là thông gia của gia đình đấy là gia đình ông ngoại ông bà ngoại cũng là tổ chức một cuộc hết là lầu khổ sáo thăng mình thăng chức hờ ông ngoại là cô cũng đấy mà là
cũng đầy dự cô cũng rằng chắc các món lai nào cũng ý nghĩa của bèn giang đấy là cũng là hết bèn hờ hết là lô khô sao là phải mi bèn giang là bánh chay. Bánh chay là sẽ phân phát phù hộ độ trì hờ và con cháu lục lan từ mi xuống mi hẳn là cuộc lô khô sao này là mi cũng cho tổ tiên lúc mà phù hộ độ trì là sẽ cũng đầy mọi gần đầy thưởng thức nghe bèn giang này sẽ quét dài hạn hờ đầy bảy lục lan đấy. Vì tư bạch mòn cần xỉa tỉ, bày bỉ nòng, đầy chầu xuân, mời thơ phang tròi hết bèn sang phú riêng và bài cần đầy mời thơ phang thiệt trang lệ cái tạo cùng lèo khèo bài tàng sườn căm tán căn. Bài cần đầy lựa chọn này là bài cần du sư, với thật là phần đấy đầy du sư, có như là dừng đầy âm hết nghe bèn hết bèn giác đấy, rồi cùng trò du dòng họ này dừng. Đây nhận mưa bằng kia hết này nên là ăn dèn ra hết lỗ cổ sào này cũng mất đai đấy nắm linh thiêng coi như là cũng chó tay cũng nắm nhận coi như là hết ăn chiều vấn đề đấy là bạch chị em đầy lựa chọn này là đây quả ạ à, gia đình tin tưởng nhất dừng đầy lựa chọn cũng đã kiêng từ kỳ văn con mày ạ à, với thật sự là vấn đề xong là kiêng với thân sam nữ là dừng gia đình này dừng mỏi về dừng đấy đây rồi. Bèn sang lang lì bên đây đẩy bài pì nòng ao bay xuông mài cả lẹ bèn hết ngài to lì xuông lẻo ít lim bấu đầy xem mấy mỏ phây thư lần thân bèn chút xẻ đầy ao óc trang lì tỉ bấu đầy cần tờ chìm bèn bèn sang xẻ đầy giò bay đầy đứa bấu xem ma mèo dù bài tua của đai khảo sợ vì trang bài lệ này bèn sang lè tăng ngả hư thình bèn của phạ khe phạt hư dân chính vì bèn khe bao sinh đầy sinh liền tỏi ở chợ tròi ngọc hoàng tướng xám hết và ngoài quản cùng đầy ết khiêm cái này bà cô lại cùng thông gia dù bường và gia đình cùng đầy mà dự và ăn lễ cấp sắc với lễ cấp sắc với lại lễ làm rượu hết lâu cột sào hơi tổ tiên đấy là cô cũng đầy mong muốn là hết thời đầy trong sạch cho gia đình ở quê là đầy vui vẻ này mạnh khỏe là hạnh phúc và an khang thịnh vượng vậy thôi cô cũng chỉ mong vậy thôi mọi về hết đầy đây rồi vậy cô bà thông gia và bài pin nỏng văn đấy mà dự đấy là cũng mà dự đầy đám lâu đấy nước việc cũng đầy phát đầy bèn giang đầy nhận bèn giang đấy là cũng đầy dài hạn nữa cũng bà phụt ông tàu cũng đầy dài hạn hơn mọi gần lẻo là ok cùng mọi gần đầy hết kín cũng đầy đây rồi tăng ăn cuộc văn này cũng mọi gần giữ trang này tăng em tăng thân kế cũng đầy đây rồi đó số lề kiếp tàu cần thánh sông hơn bài lấy tàu lấy bật lao lề đọc lề ao bài cú cái cần thánh cần ngọc hoàng xe hết bài tàng phường diễn biến tên tua sang lè cần tăng việc thủ phạ biến thành bài tôn lục em và bài tiền ke rồi tám cầu tung còn tức điểm thây thư đâm mà khả mô khả cấy khi này bài tua sang xe bài mì mò cần nã sáu bài mục đích là xe bài tua phi bấu thân sự thân này quan niệm này vận tài lai cần hết lèo khi trang thuyền mì lục em bay quay bầu xe bài khẩn phát tếm nâng tiếp theo thân màu lưu tan bài tu giang phải căn tan nà và tốc hang lẻ phạt bèn sang hữu bài cần mì nà giữ tỷ thân này lệ cái tàu cần thán sung hơn bèn cả đà thân bài nghi lệ tốc hang bèn bèn giang lại cuộc bèn này mi bèn giang như này lại bèn bèn giang này téo bột mát rồi nhang như khẩn bài đông lùng về téo khổ nuốt san mà bèn tổng bài tốt ở bên kinh là lũ ếch năm hai ha bên này là mốc năm chết ba bên này là quá lệ này sáu bài tàng sướng xe thơm phạ bông hay han tày tỷ sòng tâm linh của cần tày chân mì lai thình quá tỷ phản ảnh thần tôn giáo tín ngưỡng tỷ phương tối và bài tín ngưỡng thuộc tâm giáo quan niệm của cần hết tàu then vượt le thế giới sang thánh đầy khăn rõ ràng trợ phạ tâm và nhân gian mà cần sập đầy thần linh lại bài cần hết khí quá tỷ hiện thực hóa bên cả tha nà của bân phạ tâm linh cùng chăn sầu tối và tời lòng
mì đông mại khơn phườn khắm ốc, nhìn cảnh tân cảnh mùa hè bên ngoài trang sở quan của Cần Tây. Pì nòng lương điếp xài sáu pi bươn, nghi lễ xe khẩn thắn sông hơn của tàu Bối Trung và lễ kíp tàu Bối Riêng. Đà mì bại mòn tối biến xe hạp tỏi và tỏi sồng cả này, tò vận dược xe đài bòn sắc văn hóa dân ca, diễn sướng và vận táp ính đài mòn sưởng của văn hóa Cần Tây nùng số Cao Bằng. Bài mòn tì ngắm đài hăn, bữa tài cùng đà bao lẻo chương trình tiếng tài nùng của đài phát thanh truyền hình Cao Bằng, so bạc pì nòng và chập tèo khảo bại bài lăng.